Cách xem đường chỉ tay con cái trên bàn tay, đường con cái hay đường tử tức nằm ở cùng vị trí với đường hôn nhân. Nó cho ta biết số lượng con cái cũng như khả năng sinh con trai, con gái của mỗi người. Đường con cái nằm ở đâu trên bàn tay? Đường con cái là đường có liên quan mật thiết đến đường chỉ tay hôn nhân, nên nó đóng dọc theo đường này, từ rìa bàn tay đóng vào rất khó quan sát. Để xem kỹ đường này nên quan sát bằng kính chiếu đại. Để biết chính xác số con cái hiện có và sẽ có ở một người thì nên xem tay nữ giới thuận hơn tay nam giới đường con cái rất khó nhận xét dễ sai lầm nên cần được xem kỹ nên kết hợp với cung tử tức trên khuôn mặt để có những luận giải chính xác hơn xem đường con cái biết sinh con trai hay gái đường con cái đậm sâu là dấu hiệu sinh con trai đậm mỏng là sinh con gái đường lờ mờ là dấu hiệu đứa con chưa sinh đã chết trong bào thai hoặc sinh ra rồi chết không nuôi được đường chỉ tay con cái mà ngoằn ngoèo đứt khúc chứng tỏ đứa bé sinh ra đã ẻo uột khó nuôi không nên hoàn toàn nghĩ rằng có bao nhiêu chỉ tay thì có bấy nhiêu con vì sẽ có những đường chỉ lệch lạc khó khăn. Đường chỉ tay cho biết dấu hiệu tuyệt tự. Bên cạnh quan sát đường con cái, một số đặc điểm khác trên bàn tay cũng cho biết dấu hiệu tuyệt tự của một người. Gò kim tinh phẳng, lãn, không có nếp nhăn. Ở cường tay có một đường chỉ vòng lên theo đường vòng cung. Ngôi sao xuất hiện ở đường định mệnh. Lóng chót ngón giữa, có hình chữ thập. Ở đầu ngón út có vân xoắn theo hình chôn ốc. Gò mộc tinh lan sang gò thổ tinh. Trong lòng bàn tay Đường con cái thường xuất hiện dưới dạng những vạch ngắn nằm trên gò thủy tinh, ngay dưới ngón tay út. Chúng có thể thẳng đứng hoặc nghiêng một chút, nằm dọc theo viền phía trong của bàn tay hoặc gần đường hôn nhân. Khi xem đường chỉ tay con cái, người xem cần xác định chính xác vị trí này vì đó là nơi tập trung các dấu hiệu liên quan đến con cái. Thông thường, số lượng đường con cái tương ứng với số lượng con cái mà một người có thể sinh ra hoặc nuôi dưỡng. Một trong những yếu tố quan trọng khi xem đường chỉ tay con cái là số lượng và độ rõ nét của các đường này. Nếu có nhiều đường con cái, điều đó thường biểu thị khả năng có nhiều con hoặc gia đình đông con. Ngược lại, nếu số lượng đường ít, người đó có thể có ít con hoặc không muốn sinh con nhiều. Tuy nhiên, điều này chỉ mang tính chất tham khảo vì yếu tố thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi lối sống, xã hội và điều kiện cá nhân. Đường rõ ràng và sâu, điều này thường biểu thị con cái khỏe mạnh, mối quan hệ giữa người đó và con cái tốt đẹp, ít xảy ra xung đột. Đường mờ nhạt hoặc đứt đoạn, nếu đường chỉ tay con cái mờ nhạt, đứt đoạn hoặc có hình dạng không đều, Điều này có thể ám chỉ con cái yếu đuối, dễ bị bệnh tật hoặc mối quan hệ giữa người đó và con cái không mấy hài hòa. Độ dài và hình dáng của các đường con cái cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán về con cái. Đường dài, một đường con cái dài, rõ ràng thường biểu thị con cái khỏe mạnh, mạnh mẽ và có tính cách độc lập. Đường ngắn, một đường ngắn có thể biểu thị con cái yếu ớt hoặc không đủ sức khỏe. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng và có thể thay đổi theo cách nuôi dưỡng và chăm sóc. Bên cạnh độ dài hình dáng của đường con cái cũng giúp xác định phần nào tính cách của con cái đường thẳng và đều đặn đây thường là dấu hiệu tốt biểu thị con cái có tính cách ôn hòa dễ dạy và dễ chăm sóc đường cong hoặc gãy nếu đường chỉ tay con cái có dạng cong hoặc gãy có thể cho thấy con cái có tính cách mạnh mẽ khó dạy bảo hơn hoặc sẽ có một số vấn đề về sức khỏe hoặc mối quan hệ gia đình ngoài những yếu tố cơ bản như số lượng độ rõ và hình dáng những dấu hiệu đặc biệt trên đường chỉ tay con cái cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng dấu hình sao hoặc dấu chấm nếu có dấu sao trên đường con cái điều này thường không phải là dấu hiệu tốt có thể biểu thị sự khó khăn trong việc nuôi dưỡng hoặc sức khỏe của con cái ngược lại dấu chấm trên đường con cái có thể biểu thị một sự kiện lớn hoặc bước ngoặt quan trọng liên quan đến con cái đường ngang hoặc gãy ngang qua đường con cái nếu có một đường ngang cắt qua đường con cái điều này có thể ám chỉ rào cản hoặc khó khăn trong việc kết nối với con cái hoặc có thể là dấu hiệu của một xung đột trong mối quan hệ cha mẹ con cái Xem đường con cái trên bàn tay không phải là một phương pháp chính xác và khoa học tuyệt đối, nhưng có thể giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân và gia đình. Đường chỉ tay con cái không chỉ nói lên về số lượng con cái mà còn gợi mở nhiều điều về tính cách và vận mệnh của những đứa trẻ này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đường chỉ tay chỉ là một phần trong tổng thể tương số. Để có cái nhìn toàn diện, cần kết hợp với các yếu tố khác như đường sinh mệnh, đường trí đạo và đường tình duyên, Xem đường chỉ tay con cái có thể mang đến nhiều thông tin thú vị về số lượng và tính cách con cái mà một người có thể có. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố quyết định duy nhất mà chỉ mang tính tham khảo. Cuộc sống thực tế của mỗi gia đình còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sự yêu thương, chăm sóc và giáo dục con cái. Hơn nữa, việc xem đường chỉ tay cần có sự hiểu biết sâu sắc và cẩn trọng để tránh những suy diễn sai lệch và không nên đặt quá nhiều niềm tin vào những dấu hiệu trên bàn tay. Ủng hộ tụi mình một like và một subscribe nhé.